Bà con ơi, có người gọi là mãng cầu, có người gọi là măng cầu, có người gọi là quả na, nhưng mà nó tên gì cũng một thứ đó thôi nha bà con. Đó, quả na, mãng cầu, nó có tên là Kuta Apple. Người có bệnh gan không ăn được mãng cầu hay quả na này, người có bệnh tiểu đường không ăn được, người bệnh thận, người bị cao thấp, tiểu cao thấp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là không ăn được quả na, đang uống thuốc, đang bệnh mà uống thuốc không ăn được quả na. Người không ăn được quả na, mặc dù nó có tên khoa học đẹp đẽ lắm, Kuta Apple đó, nhưng mà người có bệnh gan là không ăn được, bệnh tiểu đường không ăn được, thận, tiểu cầu thấp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là không ăn được bà con à. Đó, người đang uống thuốc, bị bệnh mà đang uống thuốc không ăn được. Ăn mãng cầu nó tốt cho sức khỏe, nó ngăn ngừa và thiếu máu, làm đẹp da, chữa đường điệu, sỏi thận. Đó, tốt bà con ha. Xương chắc, khỏe, vững, tốt răng, hạ huyết áp, cao viêm, cao nhiễm. Đó, tốt bà con ha. Tim mạch, kích thích tiêu hóa, chống ung thư. Ăn mãng cầu hay còn gọi là quả na, ăn 50 gram là một trái, bằng một trái, ăn 5 ngày, nghỉ ăn 2 ngày. Trẻ em dưới 15 tuổi ăn nửa trái, ăn 5 ngày cũng nghỉ 2 ngày. Đó, bà con nào muốn ăn quả mãng cầu thì ăn được hết. Nhưng mà trừ những người này ra nè, người có bệnh gan, bệnh đường, thận, tiểu cầu thấp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người đang uống thuốc để chữa bệnh, đó là không ăn được Kuta Apple, mãng cầu, quả na. Xin cho bà con vui vẻ mạnh khỏe nha. Woo.